Em xin kính chào toàn thể quý khách hàng thân thương của Đồ Sĩ. Em xin kính chúc toàn thể quý khách có một buổi tối thật vui bên gia đình thân thương của mình ạ. Cảm ơn các bác vì đã có mặt trong ca live buổi tối ngày hôm nay. Tối nay thì bên em sẽ lên cho các bác một cái lô sản phẩm và chúng ta sẽ có những cái mã áo sơ mi. Đó, sơ mi và những con áo thun cổ bẻ nha các bác. Áo thun cổ bẻ. Đó, thì chúng ta sẽ có tổng cộng 50 mã. Hàng thương hiệu lớn cũng rất là nhiều các nha các bác. Cái lô hàng này cũng rất là nhiều những sản phẩm của những cái thương hiệu lớn. Giá bán của một sản phẩm thì bên em sẽ điều chỉnh sao cho nó phù hợp với thứ nhất là thương hiệu độ mới, cái độ hiếm và cái độ độc lạ nha. Sẽ điều chỉnh sao cho cái giá trị nó xứng đáng nhất so với cái số tiền các bác bỏ ra nha. Tối thiểu nó sẽ xứng đáng so với cái số tiền các bác bỏ ra. Còn đây là hàng Đồ Sĩ, hàng tuyển, hàng bao đầu kiện, hàng nước đầu. Nên em sẽ điều chỉnh cái giá cho các bác nó sẽ bằng 1/5, thậm chí 1/10 so với giá các bác mua một cái sản phẩm áo mới chính hãng. Đây là Đồ Sĩ nha các bác, đồ đã qua sử dụng. Nhưng mà đây là những cái sản phẩm hàng nguyên đai nguyên kiện được tuyển chọn rất là kỹ rồi đó. Khách hàng mới thì lần đầu tiên mua hàng trên kênh của em thì vui lòng chuyển cặp bên em mới đi đơn nhé. Và khách hàng mới lưu ý giúp em, bên em chỉ chốt tối đa là 2 mã sản phẩm cho đơn hàng đầu tiên nhé. Đó, các bác cứ mua trước 1-2 cái, các bác về các bác kiểm tra hàng, các bác thấy ok, số tiền các bác bỏ ra nó hợp lý thì lần sau các bác có thể ủng hộ bên em thêm nhé. Còn khách hàng mới đơn đầu tiên bên em ship tối thiểu chỉ 2 sản phẩm thôi nhé. Một sản phẩm này bên em bán ra cho các bác thì bên em vẫn cung cấp đầy đủ cái thông số của sản phẩm nhé. Chúng ta sẽ có chiều dài áo này, chiều ngang áo và độ rộng của vai nha các bác. Đó, đầy đủ thông số, những cái thông số cần thiết nhất, những cái thông số cơ bản và cần thiết nhất để các bác có thể lựa chọn một cái sản phẩm nó phù hợp với số đo cơ thể của các bác nhé. Và trong quá trình em lên sản phẩm thì em cũng sẽ tư vấn chi tiết chiều cao, cân nặng, size số của từng mã sản phẩm cho các bác luôn nhé. Đó, ngày hôm nay thì em sẽ bắt đầu bằng mã B. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng mã B nhé. Từ B1 cho tới B50. B1 cho tới B50 nha các bác. Rồi, mã đầu tiên này. Mã đầu tiên em lên cho bác mã B1. Lên cho bác một con Polo Ralph Lauren. Con này là áo sơ mi nhé. Tất cả sản phẩm này đều là hàng sản phẩm mới về ngày hôm nay nhé. Con này là dòng tem vàng. Dòng tem vàng nhé. Cái dòng tem mới của nhà Polo Ralph ấy. Những cái sản phẩm, cái dòng tem này là những cái sản phẩm đời mới nhé. Mới sản xuất. Đó, con này độ mới ổn cho em nhé, độ mới ổn. Con này trên áo nó để là size M nhé, nhưng mà con này ra size châu Á thì sẽ là size L nhé, size MO thì con này ra size châu Á nó tầm size L cho em nhé. Áo còn rất đẹp, vải còn rất là mới luôn. Đó, con này vải rất là mới nhé, nhưng trên cổ này các bác nhìn phần cổ nó hơi bị sờn sờn một chút nhá, phía bên trong nó không ảnh hưởng đâu. Đó, nó có lỗi nhỏ thì bên em cũng báo giá cho, cũng báo chi tiết cho các bác cứ yên tâm nhé. Chút em điều chỉnh lại giá này. Áo này rất là mới, vải còn mới tinh luôn. Đó, con này có lỗi rất là nhỏ thôi nhé. Nó bị sờn một chút ở phía bên trong này. Đó, mấy cái vết sờn nhỏ nhỏ này. Không ảnh hưởng gì đâu các bác, nó không ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ đâu. Các bác mặc thì người ta không có thấy đâu, bởi vì nó ở phần phía trong áo nhé. Con này 200.000, hàng chính hãng Polo Ralph Lauren nhé. Áo sơ mi kẻ caro, dòng tem vàng, dòng tem mới của Polo đấy. Con này các bác mua mới thì giá nó vài triệu một áo nhé. 200.000 bao ship nhé. Mã B1 cho em, rất đẹp. B2 lên cho bác thêm một con Polo Ralph Lauren. Con này thì nó sẽ là dòng áo thun nhé. Áo thun cổ bẻ. Con này là chất cốt tông siêu mềm. Chất cốt tông siêu mềm nhé. Nó vẫn là cái dòng tem vàng, dòng tem mới của nhà Polo Ralph ấy. Con này made in Cambodia. Đó, tem và cốt của nó là đầy đủ nhé. Con này hàng chuẩn 100% luôn. Áo này thì rất mới. Áo này rất mới nhé. Chất liệu là cái chất liệu cốt tông mềm, mặc cực kỳ sướng luôn nhé các bác. Con này chất cốt tông cực kỳ đẹp luôn, nó mềm và nó rất là mịn luôn. Con này mới tinh nhé, con này mới tinh. Con này áo trên áo nó để là size M, con này chuẩn size M châu Á nhé. Bác nào đang mặc áo thun size M thì lấy mã này cho em, màu xanh rêu đậm cực kỳ đẹp luôn. Con này các bác có thể mình mặc đi tiệc, sử dụng vào những cái mục đích, những cái sự kiện trang trọng cho em được nhé, bởi vì áo còn rất là đẹp, rất mới nhé. Con này chuẩn size M cho em này, mã B2 280. B3 lên cho bác một sản phẩm của thương hiệu thể thao, con này hàng của Puma nhé, nhưng chất của nó vẫn là cái chất cốt tông. Đó, logo Puma đây, còn rất là đẹp nhé. Logo này là logo ép nhiệt. Đó, size trên áo để là size L nhé. Nhưng con này thì nó tầm size M thôi nha các bác. Con này size M, size L nhỏ rồi. Con này bác nào mà đang mặc áo thun cổ bẻ chuẩn size M thì lấy cho em nhé. Đó, con này em tư vấn bác nào mà tầm 1m68 đổ lại, cao 1m68 đổ lại, nặng từ 60 đến 70 cân mặc đẹp nhé. Con này các bác cứ mua chuẩn size M cho em nhé. Đó, sản phẩm bên em sẽ tư vấn cho các bác theo cái thông số
sản phẩm bên em đã đo đạt được nhé, ví dụ chiều dài áo, chiều ngang áo và độ rộng của vai, em dựa vào những cái thông số đó để bên em chi tư vấn sản phẩm cho các bác, chứ không phải là dựa vào cái size nó đánh trên áo đâu nhé. Size đánh trên áo thì nó sẽ có size châu Á, size châu Âu, và mỗi cái thương hiệu nó sản xuất ở mỗi nước thì nó đánh một cái size nó hoàn toàn khác nhau, nên khi các bác mua hàng, đặc biệt mua hàng đồ si thì đừng quan tâm tới cái size nó đánh trên áo làm gì nhé, cứ nghe bên em tư vấn và mua theo cái thông số bên em đã đo đạt được của sản phẩm nhé các bác. Rồi, mã B4 lên cho bác một con sơ mi này của hãng Pierre Cardin, của cái thương hiệu đến từ Pháp nhé. Đó, các bác mua mấy cái con sơ mi của Pierre Cardin thì các bác biết rồi, giá nó cũng rất là đắt nếu mà các bác mua mới trong những cái cửa hàng, những cái store chính hãng của Pierre Cardin nhé. Con này nó áo sơ mi công sở nhưng nó phối kiểu họa tiết như thế này nhé. Đó, áo con này thì siêu đẹp, siêu mới luôn. Áo siêu đẹp, siêu mới nhé. Con này để cho các bác mức giá là 250.000 nhé. Áo rất đẹp. Mấy cái dòng Pierre Cardin mà nó phối trơn thôi thì bên em bán 200 thôi, nhưng con này nó phối họa tiết nha. Con này tư vấn cho các bác từ, con này size M nha các bác, con này chuẩn size M, áo sơ mi chuẩn size M, nhưng mà nó là size M slim fit nhé. Bác nào mà mình đang mặc áo sơ mi size M, và đặc biệt là cái dòng slim fit dành cho những bác nào mà có cái thân hình nó mảnh khảnh một chút ấy, nó gầy một chút, thì mặc cái mã này nó cực kỳ đẹp luôn. Đó, lưu ý giúp em nhé, con này size M slim fit, áo của Pierre Cardin, 250.000, mã B4 cho em, con này rất mới, áo còn rất mới nhé. Tem của nó sẽ là tem của Hàn cho em nhé, mới tinh nhé. Con này mã B4 cho em nhé, hàng của Pierre Cardin đó, mới lắm. Con này các bác mặc đi tiệm cho em là cực kỳ đẹp luôn, 250.000 nhé. Con này để cho bác mức giá 230 đi, 230 nhé, 230 nhé các bác. Áo còn rất là đẹp. Chúng các bác mua với giá này là bạn đang bằng, em nghĩ là bằng 1/7 giá hãng ấy. Vì nếu các bác vào store của nó mua mấy con này chắc chắn là phải 1.2 triệu, 1.3 triệu, 1.5 triệu một áo, không bao giờ có giá dưới 1 triệu. B4 nhé, size M slim fit, cỡ 50 cân mặc được, 50 cho tới 60 cân, cao 1.7 đổ lại nhé. B5 nhé, B5 em lên cho bác một con Lacoste, con này là Lacoste Big Logo, size của nó trên áo là size số 5 nhé. Con này độ mới áo không có quá cao nhé, con này độ mới không có quá cao. Về cái màu sắc của nó, màu xanh này thì màu của nó còn khá là tươi, màu còn khá là tươi, chất vải còn khá là mới nhé, form dáng cũng gần như là còn nguyên bản nhé. Nhưng có một cái vấn đề lớn với những cái dòng áo cốt tông thì phần cổ này nó hay có bị cái đường viền như thế này này. Đó, con này các bác về giặt lại cho em, có thể nó sẽ sạch, có thể không nhé. Con này bán cho bác mức giá 200.000 bao ship nhé. Size con này nó tầm size L cho em nhé, size L Âu nhé. Con này 70 cân thì mặc kiểu rộng rãi thoải mái, còn chuẩn size là 75-80 cân mặc đẹp cho em nhé, cỡ size LO cho em nhé, 75-80 cân mặc là đẹp nhất đó. Áo các bác nhìn nhé, chất vải cốt tông thì còn rất là đẹp, vải không bị xù này đó, nhưng mà cái phần cổ này các bác nhìn nó có cái đường viền này. 200.000 nha các bác, 200.000. Form dáng áo nó còn rất là đẹp nha, màu còn rất là tươi. Cái vấn đề của nó nằm ở cái phần cổ này nhé, nó cũng nằm ở phía trong thôi, nó nằm ở phía trong thôi đó. Ví dụ đằng sau này người ta không nhìn thấy gì đâu, nhưng mà em cũng tính nó là lỗi rồi, nó không phải là con áo hoàn hảo nữa rồi. Con này size số 5 nha, Lacoste chính hãng nhé. Con này để cho bác mức giá 200.000 bao ship, 200.000 bao ship nha. Con này Lacoste tem hàng, 200.000 luôn. Giá bên em điều chỉnh theo từng con nhé, chứ không phải là hàng hiệu là bán giá cao đâu. Hàng hiệu mà độ mới nó thấp thì bán giá nó phải chăng cho bác chơi thôi, mặc mình mặc đi chơi cà phê cà pháo thôi nhé. Còn nếu các bác muốn sử dụng vào những cái dịp mà nó trang trọng, một con áo chỉnh chu độ mới cao, thì các bác lấy con này cho em. Và con này sẽ không bán rẻ được đâu, con này là hàng của Polo Ralph Lauren. Con này cũng là cái dòng tem vàng, tem mới của Polo nhé. Độ mới áo rất cao. Con này là Big Logo. Nói chung là mở kiện ra được gặp được con này cũng khá là hiếm. Con này trên áo nó để là size L nhé, nhưng nó cũng rơi vào tầm size LO đấy. Bác nào mà mặc đẹp thì tầm 75-80 cân mặc đẹp cho em nhé. 75-80 cân mặc đẹp cho em. 70 cân thì mặc hơi rộng rãi thoải mái nhé. Con này siêu mới, áo rất mới nha. Con này để cho bác mức giá là 420.000 nhé. Con này made in Sri Lanka, hàng chuẩn 100%. Tem mới của Polo nhé, 420.000 bao ship, mã B6. Nói chung các bác mua với mức giá 420, con áo này là cực kỳ rẻ rồi. Bởi vì con áo này giá tầm trung của nó nhé. Nếu các bác mua hàng đã qua sử dụng, rẻ nhất cũng phải 700-800.000 một áo nhé. B7 này, B7 đây cho bác một con Under Armour. Con này là chất thể thao cực kỳ mềm luôn. Hàng của Under Armour nhé. Con này là màu này phối cũng rất là đẹp, dễ mặc các bác. Đó, logo Under Armour ép nhiệt nha. Con này cũng rất mới nha.
hàng thể thao Under Armour size trên áo để là size XL nhé. Con này phải 80 cân nhé, 75 cân mặc vẫn được nhưng mà theo cái phong cách nó rộng rãi, thoải mái, vui vẻ nhé các bác. Còn chuẩn size là 80-85 cân mặc đẹp cho em nhé. Con này để cho bác mức giá 200.000, mã B7, hàng chính hãng Under Armour, độ mới cực kỳ cao nhé. 200.000 bao ship mã B7 nha các bác. Đó, đẹp, mới tinh tương. B8 này, lên cho bác một con Pierre Cardin, đẹp lắm. Đó, chúng ta có một cái logo của Pierre Cardin theo ở đây. Chất cốt tông mềm, chất cốt tông mềm, con này thì rất mới luôn. Hàng colo của Pierre Cardin, con này cũng rất là nhiều cặp nhé. Thường Pierre Cardin thì bên em chỉ ở khui sơ mi thì nó khá là nhiều, còn dòng colo này nó cũng khá là nhiều. Con này nó chuẩn size L cho em nhé, chuẩn size L luôn. Áo màu, con này màu sang lắm và cái chất liệu của nó cũng rất là đẹp. Đó, hàng mới khui thì các bác có thể nó hơi nhăn một chút thôi nhưng con này nó mới nguyên nhé, nó mới tinh luôn. Có một cái logo của Pierre Cardin thêu của chiếc áo này. Con này size L cho em nhé. Bác nào mà 70-75 cân, cao 1m7 đổ lại mặc đẹp. 70-75 cân, cao 1m7 đổ lại mặc đẹp nhé. 80 cân mặc vẫn được nhưng 80 cân thì mặc nó hơi ôm body một chút. Bác nào thích mặc ôm body thì 80 cân mặc vẫn được nhé. Còn chuẩn size mà vừa vặn nhất là 75 cân. Đó, 70-75 cân nhé. Hàng Pierre Cardin con này mới tinh, chất cực kỳ đẹp luôn. Mặc mấy con này thì nó vừa nhìn cái cảm giác nó thứ nhất nó đẹp về cái phần thẩm mỹ và thứ hai cái chất liệu nó cực kỳ tốt nha các bác. Hàng thương hiệu lớn nhất. 200.000 cho em mã B8 này. B9 em lên cho bác một con áo, con này là chất thể thao, con này là dòng Golf của Hàn Quốc nhé. Con này Hàn Quốc, áo nó mỏng, nó nhẹ, nó mát và cái màu nó rất là đẹp. Con này màu đẹp mà. Hàng con này là hàng của Hàn, thương hiệu nó không phải là thương hiệu quá lớn đâu. Đó, tem của nó sẽ là tem của Hàn nhé. Size là size 105, nó rơi vào tầm size L cộng nhé. Size L cộng. Đó, con này bác nào mà tầm 75-80 cân mặc đẹp. 75-80 cân mặc đẹp nhé. Màu đẹp lắm, chất thể thao siêu mịn, siêu mát luôn. 70 cân thì mặc rộng rãi thoải mái nhé. Chuẩn size 75-80 cân mặc cho em, cao trên 1m7 nha các bác. Đó, con này mã B9 cho em nhé. 160.000 nha. B10 lên cho bác một con Dunk Hill. Con này là hàng của Ý nhé. Con này Dunk Hill made in Italy. Đẹp lắm, siêu phẩm mà. Con này hàng được made in Italy nha các bác, hàng của Dunk Hill, một cái thương hiệu cũng rất lớn của Ý, và cái phối màu các bác nhìn là các bác biết rồi, nó có hơi hướng thời trang của Ý nhé. Chất cốt tông cực kỳ mịn luôn nhé, siêu phẩm. Con này đẹp lắm. Con này trên áo để là size S nhé, nhưng nó cũng là size S Âu rồi. Con này thì em tư vấn cho các bác nhé, 70 cân cho tới 73 cân mặc là đẹp nhất. Con này thì nó rơi vào tầm size L S Âu ấy, size SO, con này thì chuẩn size L nha các bác. Đó, lưu ý giúp em đấy, các bác thấy không, con áo nó để trên áo là size S mà em tư vấn các bác, mà các bác nào mà đang mặc size S lấy thì các bác về các bác mặc con này, các bác bơi trong áo cũng vừa được. Nên các bác mua hàng đặc biệt đồng si, các bác phải để ý với cái thông số mà bên bán hàng người ta cung cấp cho các bác nhé. Các chứ các bác đừng có mặc định size S là 50-55 cân, size M là 60-65 cân, size L là 70-75 cân, mua rất dễ bị nhầm size nhé. Con này size SO ra size Việt Nam nó rơi vào tầm size L đó. Nên nhiều khi em tư vấn cái sản phẩm nó kỹ quá, nó mất thời gian quá thì các bác cũng mắng em, nhưng mà không tư vấn kỹ không được nha các bác. Đó, con này thì chuẩn size các bác, chuẩn size em tư vấn cho bác là 65 cho tới trên 70 cân một chút mặc đẹp. 65 trên 70 cân một chút mặc đẹp nhé. Hàng của Italy nó rơi vào tầm size L nhỏ nhé. Cứ 65-72-73 cân mặc đẹp cho em, cao cỡ 1m7. Con này 250.000, siêu phẩm đấy các bác. Hàng của Ý đấy. Không bao giờ các bác mua mấy cái sản phẩm này mà các bác cảm giác nó không xứng đáng, nó xứng đáng từng đồng xu một. Rồi con này mã B11, một con sơ mi nhé, màu trơn thôi. Đó, con này hàng được made in Italy luôn, hàng của Paul Stewart. Size trên áo để size L nhé, con này cũng là size L Âu rồi, hàng made in Italy. Con này thì một tuần trước em có bán một con sơ mi của thương hiệu này rồi. Và khi mà các bác ấy nhận hàng, bác bảo là có sản phẩm nào của thương hiệu này có bao nhiêu lấy cho bác hết, nhưng mà không có nhiều đâu. Con này nó còn hiếm hơn cả Burberry luôn. Con này giá on web, giá hiện tại nó đang bán trên website, một sản phẩm áo sơ mi của thương hiệu này nó đang bán với giá là 7-8 triệu một áo nhé. Đó, các bác lên các bác check cái thương hiệu này trên Google cho em, giá bán của nó, giá mới đang là 7-8 triệu một áo sơ mi nhé. Đó, con này để cho bác mức giá là 350.000. Nó hiếm hơn cả Burberry đấy, con này cũng được made in Italy luôn nhé. Con này phải trên 80 cân nha các bác, trên 80 cân. Bởi vì con này em mặc thử rồi, em 75 cân mặc nó bị rộng. Con này 75 cân em mặc nó bị rộng nhé, hàng của Ý đấy. Made in Italy nhé. Đó, chất cốt tông 100% luôn.
Con này 350.000 nhé. Bác nào mà từ 80 cân mặc được rồi, 80 cân mặc được rồi nhé, 80-85 cân mặc đẹp cho em nhé, 80-85 cân mặc đẹp cho em, trên cao trên 1m7 nhé. Con này 350.000, mua mới là 7 đến 8 triệu một áo. Lên Google các bác thích. Mã B12 lên cho bác một con áo thun cổ bẻ họa tiết chất cốt tông siêu mịn. Và con này nó quá là đẹp, quá là đời trang rồi. Con này hàng của Vicom Paris. Đó, nhiều cái thương hiệu là em không biết, đôi khi em đọc sai thì các bác cũng thông cảm nhé. Con này size trên áo nó để là size XL, như các bác size XL nhé. Con này mặc đẹp nhất nha, 70 cân cho tới 76, 77, 78 cân mặc đẹp nhé, size XL. Con này size XL thì nó cũng không phải là kiểu size XL, size nó quá lớn đâu. Con này chuẩn size nhất, em nghĩ bằng cân nặng của em mặc đẹp này. Em 75 cân, cao 1m72 mà con này vừa khít nha. Đó, bác nào mà tầm 70 cho tới 77 cân mà cao 1m7 mặc con này là siêu phẩm luôn nha. Chất cốt tông siêu mềm, áo thì siêu mới luôn nha. Siêu phẩm đấy ạ. Con này made in Peru nhé, made in Peru. Con này để cho bác mức giá là 200.000 thôi. 200.000 nhé, áo siêu mới luôn. Các bác mặc mấy con này đi tiệm cho em cực kỳ đẹp luôn nhé. 200.000 B12. Con này cũng là thương hiệu lớn này. B13 lên cho bác một con áo thun cổ bẻ của nhà Indian. Một cái thương hiệu bán cũng cực kỳ chạy nha. Đó, Indian con này tem Hàn rồi. Con này size là chuẩn size L luôn. Và con này nó cũng là một cái phối màu siêu phẩm. Phối màu siêu phẩm. Đó. Ngoài những cái thương hiệu lớn thì cái vấn đề về thẩm mỹ nó cũng cực kỳ quan trọng nha các bác. Các bác chơi đồ xi, các bác thường săn đồ hiệu, nhưng mà đồ hiệu nó phải có cái có cái thời trang thì các bác, nó phải có gu đấy, nó phải đẹp, nó phải hợp thời thì nó mới có giá trị cao nhé. Đó, chứ hàng bên em cứ không phải là cái thương hiệu lớn là em nhập về em bán đâu, nó phải đẹp, nó phải hợp thời, mặc nhìn nó phải thời trang. Con này hàng của Indian nhé, phối màu đẹp lắm. Con này chuẩn size L cho em nhé, 200.000. Bác nào mà 70-75 cân, cao 1m7 mặc là đẹp nhất nhé. Mã B13 200.000, hàng của Indian. Có logo theo nhé. À, con này không có theo logo. Cúc của nó cũng được dọc logo thương hiệu này. Một con áo cực kỳ chỉnh chu và màu này quá sang cho bác chơi. Tiếp theo này, mã B14. Ngày hôm nay toàn size đẹp và toàn hàng đẹp, toàn hàng thương hiệu lớn hết. Con này là hàng của Old Navy, một cái thương hiệu của Mỹ nhé. Con này được sản xuất tại India, sản xuất tại Ấn Độ nhé. Bác nhìn cái phối màu áo này, kinh khủng chưa? Hàng của Old Navy nhé. Con này size trên áo nó để là size medium, nhưng mà con này nó là size M, trên áo nó để là size M, nhưng con này cũng chuẩn size L luôn cho em nhé. Bác nào mình đang mặc áo thun size L thì lấy mã này cho em. Hàng của Old Navy còn mới cực kỳ cao và phối màu này cũng gọi là phối màu siêu phẩm rồi. Chất cốt tông của nó cũng là cái chất cốt tông mịn nhé. Đó, hàng thương hiệu lớn nhìn nó cũng phải thời trang nhé. Rất đẹp. Con này 250.000 B14. B15 em lên cho bác một con áo sơ mi nhé. Một con sơ mi kẻ caro. Và con này nó sẽ đến từ thương hiệu Levi. Hàng chính hãng của Levi nhé. Size trên áo nó để là size S, nhưng con này nó sẽ là size SO nhé. Nó rơi vào tầm size M của châu Á nha các bác. Tem cốt chính hãng của Levi. Sơ mi của Levi nhé. Con này em tư vấn cho bác là từ 55 cho tới 60 cân. 55 cho tới 60 cân mặc đẹp nhé. Đó, bác nào là tầm 55-60 cân mặc đẹp cho em. Con này nó rơi vào tầm size M nhé, chứ không phải là size S đâu. Size M nha, áo sơ mi chất cốt tông, áo còn rất là đẹp nha. Và phối kẻ caro này nó nhìn giống như là kẻ caro của thằng Burberry đấy. Con này chất cốt tông màu đẹp, màu đẹp, hàng hiệu nhé. Hàng của Levi thì quá là ổn rồi. Nó có một cái tag của Levi để tìm cho các bác nhé. À đây, tag của Levi thì dòng sơ mi nó sẽ để phía dưới nhé, chứ không để ở trên này. Đó, tùy con. Con này từ 55-60 cân, cao cỡ 1m7 của lại mặc đẹp cho em nhé. Hàng chính hãng Levi. Lên cho bác thêm con sơ mi nữa đi. Con này hàng của CK nhé, cũng là một cái thương hiệu rất lớn thôi. Đó, những cái thời gian tập chục năm trước các bác nhắc đến thời hiệu, hàng hiệu thì các bác nhắc đến thương hiệu CK thì chắc ai cũng biết rồi. Con này trên áo để là size XL nhé, phối màu xám chất cốt tông, áo còn rất là đẹp, rất là mới luôn. Đó, cúc của nó cũng dọc full hiệu của Levi luôn. Size XL nha các bác, tem cốt chính hãng của Levi này. Hàng này bên em đã check rất là kỹ rồi nên các bác cứ yên tâm nha. Chắc chắn nó là phải hàng chuẩn rồi nhé. Con này phải trên 80 cân nha các bác, con này cỡ 85 cân, 85 cân mặc là đẹp nhất nha. Nó cũng rơi vào tầm size XL, nhưng con này size XLO thì nó sẽ rơi vào tầm size 2XL của châu Á nhé. Bác nào mà tầm 85 cân mặc đẹp, 85 cân mà cao trên 1m7 mặc đẹp cho em nhé. Hàng chính hãng của CK, con này là quá đẹp rồi, quá đẹp rồi.
Đây là giá bán trong 1/10 giá các ông mua chính hãng mà mua mới rồi đi nhé. 250.000 B16. B17 lên cho bác một con Pat. Con này màu đẹp quá. Con này là chất thun lạnh, chất thể thao nhá. Pat này cái thương hiệu bán cũng rất là nhiều, nó là hàng hiệu của Hàn. Con này thì size của nó trên áo này là size 105 nhé, nó rơi vào tầm size L cộng, size L rưỡi các bác. Nó sẽ to hơn size L và nhỏ hơn size XL nhé. Đó, Pat. Con này chất thun lạnh, áo còn rất là đẹp, rất mới nhé. Các bác mặc đi tiệc mấy con này là quá là sang rồi, mặc ở nhà, thậm chí các bác mặc chơi thể dục thể thao cho em được nhé. Bởi vì chất của nó sẽ là chất thun lạnh, co giãn. Đó. Nó là cái chất liệu pha của chất cốt tông và chất polyester, nó có độ rất là mịn, rất mát, poly và độ mềm và độ co giãn của cốt tông này. Đẹp chưa? Con này tư vấn cho các bác là 75 cân 80 cân mặc đẹp. 75 80 cân mặc đẹp nhé. 70 cân mặc vẫn được, mặc theo cái form rộng rãi thoải mái. Đó. Chất này rất là dễ mặc thôi, 180.000 B17 nhé. B18 lên cho bác một con hàng cũng của thương hiệu rất lớn, con này là hàng của Anh nhé. Con này màu vàng. Màu vàng cực kỳ tươi luôn, hàng của Fred Perry. Bông lúa đấy các bác. Con này chất cốt tông cá sấu và độ mới của nó là hoàn hảo. Con này nó rất mới luôn. Con này là made in England nhé. Made in England. Mới tinh nhé. Con này các bác mua mới nó cũng cực kỳ đắt luôn. Giá của nó cũng không thua thằng Burberry là mấy đâu. Ví dụ một con áo như thế này của thằng Burberry các bác mua 7-8 triệu thì hàng của Fred Perry các bác mua cũng phải 3-4 triệu một áo nhé. Tùy website, tùy cửa hàng người ta bán giá như thế nào thì em không biết đâu. Nhưng mà giá tầm trung bình các bác phải bỏ tiền ra các bác mua một cái sản phẩm áo thun của vẻ của thương hiệu này thì nó sẽ rơi vào tầm 2,5 triệu cho tới trên 3 triệu một áo. Đó. Con này mới tinh nhé. Con này nó rơi vào tầm size L cho em nhé. Con này tư vấn chọn size cho các bác là 65 cho tới 72 cân. 65 cho tới 72 cân, cao 1m7 mặc đẹp cho em nhé. Đó, chiều cao cân nặng là em tư vấn cho các bác nào mình có một cái thể hình nó cân đối nhé. Còn những bác mà mình có cái thể hình đôi khi bụng nó hơi lớn một chút thì các bác nên mặc lên một size cho em nhé. Đó, các bác phải biết cái size áo các bác mặc là đang là size gì. Và cái số đo áo mà các bác đang mặc nó là dài bao nhiêu, ngang bao nhiêu và rộng bao nhiêu nhé. Còn em tư vấn là cho những khách hàng, những bác nào mình đang có cái cơ thể nó cân đối. Đó. Fred Perry nhé, con này rất mới, chất cốt tông cá sấu, hàng hiệu lớn. Con này 200, con này 300, 300. Mấy cái mã này cũng bán rẻ, vậy nó cũng hiếm lắm. Columbia, thương hiệu của Mỹ luôn. Con này thì hàng là chất thể thao nhé, chất thể thao, không phải là chất cốt tông đâu. Hàng Columbia này, thương hiệu của Mỹ nhé, made in Korea, sản xuất tại Hàn này. Con này bác nào mà cứ mặc size XL thì mặc đẹp cho em nhé. Bác nào size XL thì mặc vừa vặn cho em nhé. Đó, bác nào mà cỡ 70-80 cân, cao 1m7 đổ lại. 70-80 cân, size XL, Columbia. Con này để cho bác mức giá là 150.000. 150.000 này các bác, mã B19. Nói chung mấy con này các bác mặc ở nhà, mặc đi cà phê, cà pháo cho em thôi nhé. Mấy con mà bên em bán với mức giá 150.000 độ mới nó ổn thôi, chứ nó không kiểu quá xuất sắc như mấy cái mã kia nhé. Các bác có thể mặc mình chơi, mình đi cà phê cà pháo ok, mặc ở nhà ok nhé, nhưng mà nó kiểu không quá xuất sắc, nó không có quá hoàn hảo để các bác mặc đi tiệc được nhé. Còn con này thì độ mới của nó cũng xấp xỉ 9 triệu. 150.000 các bác, giá bên em điều chỉnh các quỷ áo nhé. Renoma đẹp quá. Con này size 110 nó rơi vào tầm size XL đấy các bác. Con này 75-80 cân. 75 các bác mặc theo cái form rộng rãi thoải mái một chút thôi, còn chuẩn size là 80 cân mặc đẹp. Đó, Renoma size 110. Hàng này nó cũng là hàng thương hiệu lớn nhé. Phối này thì quá đẹp rồi, chất thun lạnh co giãn nhé, chất thun lạnh co giãn. Nó giống như là cái chất thể thao của Nike với Dad đấy các bác. Và nó có co giãn nhé. Con này siêu phẩm rồi, quá đẹp. 220.000 nhé, mã B20 cho em. Con này các bác không lấy thì lấy mã nào nữa. Logo của Renoma là thêm mới tinh. 20 nha các bác. 21 để lên cho bác một con Polo Ralph Lauren. Con này là áo sơ mi nhé, màu rất đẹp. À, Polo Ralph này, kiểu màu cam pha với màu trắng đấy các bác. Mặc đi tiệc cho em cực kỳ sang luôn nhé. Size con này chuẩn size L luôn nhé. Con này các bác muốn về mặc mà nó đẹp, các bác về ngâm lại cho em nhé. Về ngâm giặt lại cho em nhé. Con này độ mới của vải là rất là cao luôn, nhưng con này em chưa có qua xử lý giặt đâu, nên các bác về ngâm giặt cho em nhé. Nó dính những cái vết bẩn ở đây này. Đó, cái này là các bác ngâm, các bác giặt là sạch nhé. Các bác ngâm với xà bông, các bác giặt là nó sẽ rất là sạch, nó sẽ rất là mới áo luôn nhé. Đó,
Còn con này nếu mà nó không có những cái vết bẩn như vậy thì bên em phải bán 300. Còn là trừ cho các 50.000 tiền về giặt là cho em nhé, là còn 250.000 cho mã này nhé. 250.000 áo sơ mi của nhà Polo Rap lâu rồi. Con này chuẩn size L nhé các bác. Bác nào mà đang mặc áo size L thì lấy cho em nhé. Lưu ý giúp em nhé, con này báo rồi nhé, vải của nó thì rất là mới. Nhưng các bác muốn về mặc mặc mà các bác đi tiệc, các bác phải giặt lại, ngâm lại, giặt lại cho em nhé. Nó sẽ mới hơn, nó sẽ sạch hơn rất là nhiều. Còn vải con này áo là bao mới cho bác thôi. Còn những cái vết bẩn mà nó in trên áo thế này là trong cái quá trình ép kiện thôi. Còn con này thì chắc chắn là áo chưa có người sử dụng luôn nhé. Áo còn rất là mới luôn. 250.000 chuẩn size L nhé. Đó, cỡ 75 cân, 70-75 cân cao trên 1m7 là đẹp nhé. B21 size 5.5. B22 lên cho bác một con Crocodile. Con này thì hàng cá sấu. Đó, không phải Lacoste của Pháp đâu nha các bác. Crocodile, con này phối màu đẹp lắm. Con này thì lên mã nào hết mã đấy. Lên mã nào hết mã đấy nhé. Và con này đặc biệt là phối cũng rất là sang luôn. Hệ thống cúc của nó này. Đó, cúc này nó cũng dập logo của thương hiệu trên cúc luôn nha các bác. Một con áo được đầu tư cực kỳ chỉnh chu luôn. Size con này là size 95 nhé, hàng tem của hàng. Size 95, con này tư vấn cho bác là 60-70 cân. 60-70 cân cao 1m7 của lại mặc đẹp cho em. Con này các bác mặc đi tiệc cho em cực kỳ đẹp luôn. Nó sang lắm. Đó, cái chất liệu của nó cũng đẹp nữa. Con này chất cốt tông, mới tinh. 200-230. B23 lên cho bác con The Not Face. Con này thì chất thể thao. Chất thể thao có co giãn nha. Chất thể thao có co giãn, hàng The Not Face của Mỹ. Đó, tem rất là đẹp. Phía trước, phía sau đều theo The Not Face. Con này size là size L nha, con này chuẩn size L. The Not Face hàn nha các bác. Chuẩn size L nha. Bác nào mà đang mặc áo size L thì lấy mã này cho em. Rất mới, rất đẹp luôn. Hàng thương hiệu lớn. Mới tinh nhé. Con này 250 nhé. B23. Nói chung cái con này không phải giới thiệu nhiều. Con này hàng của Chromia luôn. Size L. Hàng của Chromia luôn nhé. Thương hiệu cũng rất là lớn đấy nha các bác. Size L nhé. Phối màu cũng rất là dễ mặc. Phối màu này mặc kiểu trẻ trung. Sai, chất thể thao có giãn nha. À không, là chất cốt tông rồi. Cốt tông là kiểu cốt tông hơi hướng là thể thao một chút nhé, chứ nó không phải là cốt tông cá sấu đâu nhé. Đó, con này áo còn rất là đẹp luôn. Con này 150.000 luôn đi, 150.000 nhé. Áo nó để là chuẩn size L luôn nha các bác. 70-75 cân, cao 1m7 mặc đẹp nhé. Hàng Colombia, con này các bác mua mới nó cũng rất là đắt, không có rẻ đâu. Tiếp theo này lên cho bác thêm một con áo sơ mi của nhà Pierre Cardin. Con này thì áo sơ mi trắng nhé. Con này áo sơ mi trắng. Đó, sơ mi trắng của nhà Pierre Cardin. Size con này nó rơi vào tầm size 105 nhé. Size 105 nha các bác. Nó tầm size L cộng đấy. Bác nào mà cỡ 70 cho tới 78 cân nhé. 70-78 cân mặc đẹp. Tem của nó là tem hàng. Đó, Pierre Cardin thì nó cũng là cái thương hiệu lớn. 200.000 nha các bác. Sơ mi trắng này cực kỳ hiếm luôn đấy. Sơ mi trắng mà nó phải mới và nó không dính bẩn thì em mới bán nha. Con này rất mới, không dính một vết bẩn nào cả nhé. Nó rất mới luôn. Đó, sơ mi trắng này các bác. Đẹp không? Con này cỡ 70 cho tới 78 cân mặc cho em nhé. Nó tầm size L. Tiếp theo này. B26, con này hàng của Adidas. Hàng của Adidas. Phối sọc kẻ, rất đẹp. Đẹp chưa ạ? Đó. Con này 230 nhé các bác. Size L, 230. Bác nào đang mặc áo thun size L thì lấy nhé. Hàng chính hãng Adidas nhé. 230.000 độ mới cao. Con này là chất cốt tông. Chất cốt tông nhé. Đó, con này bác nào mà cỡ tầm 70 cân, 70-72-73 cân mặc là đẹp nhất nhé. Đó, size L nhé. Toàn hàng thương hiệu lớn nhé. Under Armour này các bác. Under Armour nhé. Con này mã B27. Con này cũng size L luôn, 140. Con này chất thể thao co giãn nhé, và cái chất của nó cực kỳ mềm luôn. Con này chắc nó là cốt tông pha với poly rồi, nó có độ co giãn và con này chất nó mềm lắm. Hàng Under Armour nhé, độ mới là vừa phải, độ mới nó không có quá xuất sắc đâu. Con này bán 140 nhé, 140.000. Nói chung bán với mức giá 140.000 với cái sản phẩm của thương hiệu này là rất là rẻ rồi so với cái độ mới của áo nhé. 140 nha các bác, con này về mặc đi chơi cà phê cà pháo, tập thể dục thể thao cho em cũng được luôn. 140.000 size L B27. B28 thì cho bác con cây Swiss, con này là hàng của Hàn Quốc nhé. Đó, logo của cây Swiss đây, hai bên phía vai nó dập logo của cây Swiss chạy dọc cánh tay luôn nhé. Con này mặc thì kiểu trẻ trung. Đó, thương hiệu này cũng gọi là thương hiệu lớn của thằng Hàn Quốc, size 110 nhé, size XL.
bác nào tầm 70-80 cân, 70 thì mặc nó hơi rộng rãi thoải mái một chút, còn chuẩn size là 75-80 cân, cao 1m7 lại mặc cho em nhé. Hàng của Kay Sweet 150.000, 150.000 áo phối rất đẹp. Một cái lô hàng bên em lên thì bên em sẽ cố gắng làm sao để cân đối cho các bác là nó sẽ có tầm 80% sản phẩm là những cái sản phẩm của thương hiệu lớn nha các bác. Đó, mặc dù hiện tại thì cái thị trường đồ xi như các bác đã biết rồi, nó cực kỳ khan hàng hiệu luôn. So với cách đây tầm 5 hay 10 năm thì hàng hiệu nó chỉ còn bằng 1/3 cái số hàng hiệu nó nằm trong một cái kiện thôi. Còn một cái sản phẩm, một cái ca line của em lên thì sẽ cố gắng làm sao để mang về cho bác nhiều hàng hiệu nhất có thể để các bác chơi nhé. Đó, còn nếu các bác xem kênh, xem live stream hay là xem những cái sản phẩm của kênh em nói chung và những kênh khác nói riêng, các bác có thể thấy là hàng hiệu bây giờ nó cực kỳ khan, nó không có như trước đâu. Cái này hàng của Michael Clay đẹp lắm, cái này nó mới tinh, cái này còn nguyên tem mạc. Cái này giá bán mới của nó cộng cả thuế là tầm 5.000 yên, đẹp lắm. Cái này hàng thương hiệu cũng rất là lớn, cái này nhớ không nhầm các bác mua nó rơi vào tầm 900 rồi tới 1 triệu là 900 tới 1 triệu áo nhé. Con này thì nó chuẩn size M nhé các bác, con này chuẩn size M luôn. Bác nào mà cỡ 60-65 cân mà cao 1m65 mặc đẹp, con này áo mới nhé. Con này 200.000, chất cốt tông, màu đẹp lắm. Tiếp theo này, mã 30, B30 lên cho bác một sản phẩm của nhà Tôm Mì. Con này áo sơ mì của Tôm Mì, có logo Tôm Mì này. Con này size trên áo thì là size XXL nhé, nhưng con này tầm size XL thôi. Nói chung bác nào mà đang mặc, mình mặc sơ mi size XL thì lấy mã này cho em nhé. Bác nào đang mặc áo sơ mi size XL thì lấy mã này cho em. Áo sơ mi của nhà Tommy, áo vải của nó thì còn rất là mới, nhưng con này cũng phải về ngâm giặt lại cho em nhé. Về ngâm giặt lại cho em nhé, cổ nó hơi dính kiểu bẩn bẩn thế này này. Và cái vết bẩn này chắc chắn các bác ngâm, các bác giặt thì nó sẽ sạch. Đó, vì vết bẩn nhà bên em sẽ phân loại theo, bên em biết cái vết bẩn nào các bác có thể sạch được, và cái vết bẩn nào là mình không xử lý được. Những cái vết bẩn không xử lý được, một là bên em không bán, hai là bán cho các bác mức giá cực kỳ rẻ thôi. Còn con này về các bác ngâm giặt là nó sẽ đẹp và nó sẽ rất là mới nha. Con này vải nó còn mới tinh luôn. Hàng của Tôm Mì sơ mi size XL 200.000 nhé, về giặt lại cho em nhé, 200.000 thôi. Quang Lư này, con này hàng của Hàn, chất cốt tông nhé. Đó, áo thun của bẻ chất cốt tông của Hàn, thương hiệu của Hàn. Thương hiệu này thì em cũng không biết giá bán mới của nó là bao nhiêu đâu. Size con này là size 100, con này hàng của Hàn Quốc nha. Áo chất cốt tông mịn, phối cũng rất là đẹp, phối cũng rất là sang. Đó, chất liệu tốt nha. Đường kim mũi chỉ thì cực kỳ ok luôn. Con này 150.000 đi. Size là size L nhé, hàng của Hàn Quốc nha. Hàng của Hàn 150.000 đi các bác. 150.000. Tiếp theo này, lên cho bác một con hàng của YSL. Con này là hàng của Ý các bác. Lâu lắm rồi mới về thêm một con YSL. Nói chung hàng hiệu bây giờ nó hiếm lắm. Hàng của Ý đấy các bác, con này made in Italy luôn đấy. Hàng thương hiệu lớn nhé, các bác chơi hàng hiệu thì các bác biết rồi. Thương hiệu này nó cũng nằm trong top 10 những cái thương hiệu luxury cao cấp của thế giới ấy. Tất nhiên cái dòng YSL này thì nó là cái dòng YSL đời cũ rồi, nhưng về bản chất nó vẫn là cái hàng chính hãng của YSL. Hàng cũng kiểu là hàng đời khá là sâu rồi, nhưng con này độ mới cao. Đó, nó vừa có giá trị về cái thương hiệu, vừa có giá trị các bác có thể chơi, các bác sưu tầm nhé. Có những cái sản phẩm đặc biệt là đồ xi, có những con áo nó càng cổ, nó càng càng lâu năm, nó càng là đời sâu, nó càng đắt. Ví dụ như những mẫu chiếc áo bóng đá, như những chiếc áo bóng đá nhé. Rồi, con này YSL nhé, hàng hiếm đó, hàng thương hiệu lớn nha các bác. Con này để cho các bác mức giá là 270 nhé. Hàng của YSL made in Italy, màu xanh rất là dễ mặc, size L. Tiếp theo lên cho bác một con Adidas, con này là thun cốt tông nhé. Hàng Adidas vẫn là phối sọc kẻ ngang, mấy bác trung trung tuổi mặc mấy cái mã này là quá đẹp rồi. Đó, logo Adidas thêu nhé. Hàng chuẩn 100% đấy các bác. Con này 250 nhé, con này màu đẹp, màu trắng, màu sáng nhưng mà không có bẩn gì đâu. Áo nó còn rất là đẹp, chất cốt tông. 250.000 là rất rẻ rồi các bác. Size L cho em B33. B34 lên cho bác một con Beverly Hills Polo Club. Đó, đây cũng là một cái dòng polo, nó làm với cái chất lượng sản phẩm cực kỳ cao luôn. Giá bán của nó cũng rất là đắt. Con này size của nó là size L nhé. Bác nào đang mặc áo thun size L thì đấy, con này chuẩn size L luôn. Áo vải còn rất là đẹp. Đây, các bác nhìn cái màu nó còn rất là sáng nhé. Áo còn rất là mới. Nhưng con này phải giặt lại cái cổ cho em nhé. Cổ nó hơi bẩn đi. Về ngâm giặt lại cái cổ cho em nhé, 170.000. 170.000, con này áo mới nhé. Còn cái cổ, những cái con nào mà sáng màu, đặc biệt mấy cái con cổ trắng ép trong kiện kiểu gì nó cũng dính những cái vết,
đó, những cái vết kiểu giống như cái vết nó nâu nâu nó vàng vàng, cái đấy về ngâm giặt sạch. 170.000. Còn mấy cái dòng mà kể cả áo nó mới mà nó dính bẩn thì bên em cũng trừ chi phí giặt là, thì cho các bác cứ yên tâm, không phải là hàng hiệu lớn mà bên em bán đắt cho các bác. Paul Shark con này thì cũng mới 100%, các bác đang tìm một con áo nó chất liệu đẹp, chất liệu đẹp và áo mới thì các bác đi chơi đi tiệm thì lấy con này cho em thì không có gì để chê được. Hàng thương hiệu lớn đấy nha, chất cốt tông 100%, siêu mềm siêu mịn luôn. Con này thương hiệu cũng lớn lắm đấy, chất cốt tông này, chất liệu cốt tông nó mềm lắm nhé, nó mềm lắm, phối quá sang rồi. Con này mặc đi tiệm cho em là bao đẹp, con này chuẩn size L 230.000, hàng mới nha, hàng mới tinh, chất liệu cực kỳ đẹp, 230.000 nha các bác. Tiếp theo này, mã 36 nhé, B36 để cho bác một con Das London. Con này cái thương hiệu này bán cực kỳ nhiều trên kênh rồi. Đó. Hàng của Anh nhé, hàng của Anh. Con này phối kẻ caro nó gần giống như thằng Burberry. Và cái thương hiệu nó giá bán cho nó cũng không thua thằng Burberry đâu nha các bác. Nếu bác có tìm hiểu cái thương hiệu này thì chắc chắn các bác sẽ biết. Con này thì nó là size L nhưng bác nào phải cao trên 1m7 nhé. Bác nào cao cỡ 1m72, 73, 74 mà nặng 70-75 cân mặc đẹp, con này size L nhé. Hàng của Das London, con này sáng màu về giặt lại cái cổ cho em luôn. Nói chung là dính vết bẩn nhẹ thôi nhưng mà kiểu nó không phải là con trắng, không phải là con áo hoàn hảo đấy. Con này về ngâm giặt lại cho em, ngâm giặt lại cho em đi. Vải nó rất là mới, không lỗi lầm gì cả. 150.000 nhé, 150.000. Áo nó có lỗi nhỏ bên em cũng sẽ báo cho các bác nhé. Và bán điều chỉnh theo từng con thôi nhé. Đó, lưu ý nhé. Rồi. 150.000 nha các bác, 150.000, mã B36. Mã B36 nha các bác, B36. B37 lên cho bác thêm một con hàng của Ý này, con này hàng của Valentino Italy. Đó, size con này là size XL nhé, con này chuẩn size XL, chuẩn size XL, phối áo cũng rất là sang nhé. Con này là mới nhé, mới nguyên tem mặt luôn. Đó. Valentino Italy nhé, con này 250.000 nhé, con này hàng mới nha các bác, hàng mới của Ý 250.000, phối rất là sang luôn, chất cốt tông cũng là cái chất cốt tông cực kỳ cao cấp nha các bác, đó viền cổ phối này, con này mới nhé, nó mới hoàn hảo luôn, 250.000, size XL cho em nhé, bác nào đang mặc áo size XL thì lớn, nhưng mà cái size này bác nào 70 cân mặc vẫn được nhé, còn đẹp nhất là 75-80 cân rồi, nhưng mà 70 cân mặc vẫn được, 250.000 nhé. 38 đây cho bác con Haji, dòng hàng hiệu của Hàn Quốc, Haji nhé, con này Haji cotton. Đó, một cái thương hiệu đang cực kỳ hot trong thị trường đồ xi năm nay nhé. Con này chuẩn size L nhé, bác chuẩn size L. Con Haji này thì nói chung về form dáng áo thì vẫn còn rất là đẹp, vải bắp thì vẫn còn rất là ok nhé. Nhưng cũng phải về giặt lại cái phần cổ này cho em. Đó, cổ nó hơi dính tí bẩn bụi thôi. Về giặt lại nha các bác. 150.000 thôi. Con này các bác mặc đi cà phê, cà pháo, mặc đi chơi nó vẫn còn rất là đẹp. Hàng của Haji các bác mua trong cửa hàng chính hãng của nó là vài triệu một áo, không có gì hết. Thương hiệu này đang cực kỳ hot trong cái thị trường đồ xi năm nay nhé. Các bác đi săn Haji rất là nhiều. Tommy tôi biết bây giờ là hết hot rồi các bác. Hàng Tommy là không hot như ngày xưa rồi. Tommy với Lacoste năm nay cũng không hot, không hot như trước nữa. Bây giờ người ta chơi kiểu Haji là giết. Lên cho bác thêm con Haji này. Haji. Con này cũng là Haji nhé. Đó. Con này size 100, nó là size L đấy các bác, size L nhé, con này chuẩn size L mà. Hàng trước cốt tông của Haji nhé, 150.000 nhé. Đó, độ mới ổn nhé, chứ nó không có quá xuất sắc đâu. Con này thì ok, không phải giặt rũ gì lại đâu. Về các bác mua về các bác mặc luôn cho em cũng được nhé. Áo rất là thơm nhé. Áo rất là thơm nhé. Hàng kiện tuyển thì mở kiện ra nó thơm phức. 150.000. Hàng chính hãng Haji nhé, B39. B40 lên cho bác một con tôm mì này. Con tôm mì này chất cốt tông. Áo còn rất là mới, rất là đẹp. Cổ nó làm rất là xa. Đó, các bác đóng một cúc, mở một cúc ra để cho nó lộ cái đường viền ra nhìn nó xa. Con này chuẩn size L luôn cho em nhé. Cái mẹ lại dính vết bẩn. Con này dính vết bẩn rồi. Về giặt cho em nhé. 160. Con này tính bán 200 nữa. Bớt 40.000 về giặt cho em nhé. Bẩn này là giặt được. Bẩn này là bẩn bụi thôi, không phải bẩn ố bẩn nhất gì đâu. 160 nha. Bác lưu ý giúp em nhé. Mấy cái áo bên em là báo mà nó có vết bẩn về tự xử lý thì bác nào mà mình xác định, mình về mình
mình giặt mình xử lý, các bác bỏ thời gian ra các bác xử lý thì các bác hãy lấy nhé. Còn áo là bên em báo nhé, không một vết bẩn là bên em cũng báo nhé các bác, và bán cái mức giá là rất là rẻ luôn nhé. Con này 160.000 bao ship size L, mã B40 có vết bẩn nha, và bẩn là bên em theo đánh giá bên em là giặt được nha. B41 lên các bác, một con Ferrari Italy, con này cũng hàng của Ý luôn. Ferrari Italy màu vàng kẻ sọc dọc, con này mặt cũng rất là đẹp. Mấy con này các bác mặc thêm cho em một con quần short trắng nữa thì đây các bác nhìn này, các bác mà đi chơi ấy, các bác mặc thêm cho em một con quần short trắng thì nó cực kỳ đẹp luôn. Đó, màu của nó là màu trung trung tính, trung trung tuổi, nhưng mà các bác phối đồ, các bác biết phối đồ các bác mặc thì nó cực kỳ trẻ trung luôn. Con này chất cốt tông cho em nhé, áo còn rất là đẹp. Đó, logo của Ferrari Italy thêu ở đây này, chất cốt tông nó giống như là chất cốt tông cá sấu. Con này chuẩn size L cho em 150.000, áo rất đẹp. 42 đây các bác, một con sơ mi ngắn tay, con sơ mi ngắn tay, con này là hàng của Uniqlo. Con này áo sơ mi thuần, áo sơ mi là áo công sở nhé, áo sơ mi công sở. Con này 160.000 bao ship, áo với tinh, hàng chính hãng của Uniqlo. Chuẩn size XL cho em nhé. Đó, mấy con này các bác mặc đi tiệc quá là đẹp rồi. Áo mới tinh nhé, con này áo như mới, con này chưa có người sử dụng, ngân hàng chính hãng Uniqlo Nhật Bản, size XL cho em, chuẩn size XL, 160.000 bao ship. Louis Castel này, hàng của hàng đó, Louis Castel nhé, phối cũng rất là sang luôn, đẹp chưa, này chất cốt tông, logo của Louis Castel này, phối sang lắm, con này các bác mặc đi chơi quá đẹp. Con này chuẩn size L, size của nó là size 100. Con này bác nào có cỡ 60-70 cân, 60-70 cân. Con này size L nhỏ, 60-70 cân. Lưu ý giúp em, 70 cân đổ lại thôi, 70 cân đổ lại mặc đẹp nhé. Đó, Louis Castel, hàng của Hàn Quốc. Mấy con này thì bán rất là chạy luôn này, giá nó mềm và cái chất lượng áo nó cực kỳ tốt. 180.000 cho em, 180.000 cho mã này nhé, mã B43. B44 đây cho bác, con Crocodile, chúng ta có một con cá sấu, cá sấu Hàn. Đó, cái dòng này thì bán cũng rất là chạy này. Con này thì cũng rất là đẹp, không lỗi lầm gì đâu. 160.000, con này chuẩn size L nhé, màu đẹp lắm. Màu này các bác mặc bao sang luôn. Mấy cái con này các bác mặc ở dưới cho em một quần sáng màu quá đẹp. Hàng Crocodile, cá sấu. Con này chuẩn size L cho em 160.000. Con này mã B45, con này chất nó đẹp lắm. Con này chất nó giống chất Montegi, nhưng mà không phải Montegi, con này giống như chất len giật kim. Đó, mặt con này thì quá là đẹp, con này hàng của Hàn nhé. Hàng của Hàn nhé. Hàng của Hàn thì các bác biết rồi, thời trang của Hàn nó đi trước thế giới cả chục năm rồi. Đẹp kim. Mấy con này các bác nào mẫu trung trung tuổi chút mặt quá đẹp. 150.000 size L, 70-72 cân, cao 1m68 độ lại, mặt bao đẹp. 150.000 trên mã này, hàng của hàng nha. Các anh nhìn cái phối này các bác quá mê, chất của nó rất là đẹp. B46 lên cho mắt thêm một con tôm mì, con này tôm mì size L nhé, size M Âu nhưng con này tầm size L châu Á, rồi áo rất mới rất đẹp, không lỗi lầm gì đâu ạ. Con này hàng tôm mì chất cốt tông 180.000. 180.000 hàng tôm mì, mấy cái dòng này em cũng không giới thiệu nhiều lắm chị. Đó, bất công. Đấy, con này là các bác biết rồi. Tôm mì tôm nẽo là cũng là biết, 180.000 rồi. Con này mã B47 Pierre Cardin này. Đó, thêm con Pierre Cardin nữa nha các bác. Pierre Cardin. Con này size 105 nhé. Con này size tầm size L cộng ấy. Bác nào 75-80 cân mặc đẹp, 75-80 cân mặc đẹp, màu cũng rất là ok, màu rất là dễ mặc nhé. Con này về cũng phải ngâm giặt lại xem nhé. Về ngâm giặt lại xem đi. Áo nó có dính những cái vết này này, về ngâm giặt lại là sạch nhá. Đó, không sạch thì báo em. 130.000 bao ship nhá, 130.000 bao ship. Rồi mấy cái vết này này, hàng ở Pierre Cardin, con này màu đẹp lắm, áo còn rất là mới, nhưng nó dính vào thì bán 130 đấy nhá, 130. Mấy cái vết này các bác ngâm giặt nó sẽ sạch. Con này còn 3 con sơ mi rớt ở 3 calibre trước thì em sẽ sale cho bác luôn nhá. Đồng giá 150.000 một con. Pierre Bellman Paris sơ mi công sở kẻ caro a kẻ mờ. Con này chất đẹp lắm, hàng thương hiệu lớn nhé. Mấy con này các bác mặc đi tiệc cho em quá là sang. Con này size XL nhé bác, size XL. Bác nào đang mặc sơ mi size XL thì lấy nhé. Cỡ 75-80 cân mặc đẹp. Size 110 nhé, hàng thương hiệu lớn, phối kẻ sọc cực kỳ đẹp luôn.
hàng thương hiệu lớn đấy ạ, 150.000 bao ship. Rớt lại ba con thôi, đúng ba con thì không có nhiều đâu. Indian màu sang nhé, hàng của Indian màu này rất sang, size 105. Nói chung bác nào mà mặc sơ mi size L thì lấy cái này cho em quá đẹp. Thương hiệu lớn đấy nha, hàng của Indian đấy, hàng của Hàn đấy các bác, phối màu quá sang quá đẹp. 150.000 luôn đi. Không, con này đẹp lắm, con này không bán rẻ được, con này 160 nha các bác, 160 size L 19 50, con này 150.000 luôn, hàng của Indian luôn nhé, phối màu rất đẹp, kẻ sọc áo rất mới, mới tinh nhé, con này là mới tinh luôn đấy ạ. Đó, size con này là size XL thì các bác, 75-80 cân mặt đẹp, 75-80 cân mặt đẹp, mã cuối cùng trong cái live buổi cuối hôm nay rồi nha các bác. Mã B50, hàng sơ mi của Indian phối màu sang á. B50 mã cuối cùng 150.000. Rồi, đây là cái sản phẩm cuối cùng trong canal buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Kính chúc các bác có một buổi tối thật vui bên gia đình thân thương của mình.